máy để lại. Dạ, cái côn nồi phía sau. Đạp cái đó bà đạp bằng chân á. Nói không? Thử gì giữ giữ lại phía sau được không? Chân nó đạp bằng sợi dây có lực mạnh lắm nó mới cắt được, kéo bằng tay nó không sát nổi, nó mới ép được cái mặt trời tí. Rồi Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây Trung làm cái video giới thiệu với anh em một cái con máy lạ lạ nhé anh em. Máy thì không lạ mà kết cấu nó lạ thôi. Đây Kubota D722 nhé, tên của nó này. Con này thì hình thức thì vừa vừa, hàng bãi, lóc chân cẳng đầy đủ nhé. Có cả chân này, nó còn một cái khớp đầu trâu phía sau, có ổ gánh ra phía sau, côn nồi nhé anh em. Đây là bộ côn này, có cái chân côn vừa nãy mình tính thử cái tính năng cắt côn của nó nhưng mà đạp không nổi đấy, đạp các bạn ép các bạn đạn bít tê mà không nổi. Đây nó đưa ra cái cốt mặt bít rồi sẵn như thế này. Đây trong này có bố nồi mâm ép đầy đủ hết nhé. Máy móc hiện trạng nó như vậy đấy, mình quay xa quay gần anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì đến xem liên hệ hoặc là có thắc mắc gì thì alo nhé. Máy đang sẵn tại nhà như thế này. Cái con này thì nhìn nó rất là nhỏ gọn luôn anh em xem này, so với kích thước của ắc quy 100 nhé, kích thước nó này không hơn kém nhau mấy đâu đấy. Mình đứng xa ra này, đứng đều này, đó ắc quy 100A đấy. Còn cái con máy mình nó như thế này đây, rất là nhỏ gọn luôn. Công suất con này là 15 HP nhé nè. Tua của nó mát xanh là 3600 nhưng mà giới hạn trên con này nó chỉ nằm trên 3000 thôi nhé. Công suất 15 ngựa. Ở 3600 thì có thể cao hơn nữa. Cao ngựa hơn, đòi heo nghiêng. Heo nghiêng bét nghiêng nhé, hai cần. Một tắt máy, một ga nằm đồng trục nhé. Đầy đủ bơm trộn, đề sạc. Hàng bãi chưa chạm con mua lông nào nhé anh em. Hàng bãi chất luôn, máy móc hơi hám tuyệt vời. Lắc phát một nổ. Không có một tí hơi thừa luôn. Cực nhạy nhé. Cái âm thanh bố nồi nó không có căng dây, nó rủ cái chỗ cái bít tê vô đây. Anh em nghe tiếng của nó đấy. Rồi Chung kết thúc video, anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé.